Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nói Bất Thờ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau trên bài tiếp nào. Rồi, thì ok, hôm nay nói chung là mình vẫn dùng bộ bài 44 lá, nhưng mà mình sẽ chơi lại cái bộ bài Pháp Sư Nguyên Tố này. Nói chung là mình vẫn đang rất thích cái bộ bài này các bạn. Không có bạn thông cảm, mà nếu mà các bạn muốn mình chơi bộ khác thì cũng từ từ. Rồi, mình hứa mình sẽ chơi, nhưng mà từ từ đó. Mình đang hứng thú với cái bộ này để mình chơi cho đã, thì bắt đầu mình chơi qua bộ khác luôn. Nếu không chơi bộ khác cứ nhớ bộ này hoài, nhiều khi lại xếp vài con anh bộ này qua bộ kia chơi cho đã thì... Rồi muốn dung hợp muốn gì cũng được, vô đây hết, anh chấp hết. Rồi đây không biết là con gì đây. À bộ này là bộ Windows các bạn nha. Hồi nãy là bộ U33, U44 gì đó, là hết bộ Tasuke á. Rồi lần này lãnh chơi bộ Windows nha. Rồi Windows con này là dạ hơi mạnh đấy, 2006 rồi cũng phải dạng vừa đâu. Rồi nhưng mà xui quá mình có Bách Niên Thiên Nhãn ở đây. Đúng, oh no đi cưng. Rồi rồi đây con này Windows nay mình không có tráp ở đây hỗ trợ là dở rồi. Con này chắc tính là chiến binh đó, ở ngoài nó là nai, nó phải là chiến binh. À không có, những con nai nó lại là pháp sư các bạn. À, thầy Quang. Rồi ok. Đây. Đây rồi ok, âm với gió này là chọn gió thổi vào từ âm ti. Nghe gió nó nghe giống như là cái tuyệt chiêu gì của mấy con pháp sư thời đáp bên Warhammer ấy vậy. Rồi xong. Thế này là vui rồi các bạn. Anh như cái này nó, cái món này nó làm hình cái sân đẹp hơn xíu là tốt. Nó làm cái món mod vậy, cái sân nhìn không đẹp các bạn này, cái sân bị mất hết phần nữa mà chỉ đẩy lên trên không, ở dưới này mình cũng khó cho mình chấm móc kỳ. Bạn nào làm mod này có lẽ nên xem lại cái mảng lạnh. Nói chung là cái mod này hoàn hảo rồi, mình không có gì chê cái mod này chân. Trừ cái thiền cái sân này nó hơi xấu tí thôi. Rồi ok, giờ tới đất nữa. Rồi đất mình tha hóa một bài này quá là mình đã undead rồi. Ý trời, rồi thôi kệ, cũng không sao. Rồi đây đã thấy quăng ra luôn. Lấy thêm một pháp sư hệ mấy con này của ảnh thì thôi mình không lấy làm gì, mình lấy con pháp sư bên mình thôi, mình đang chơi pháp sư mà. Đây, con này để soi bài luôn cho nó dễ. Rồi đây. Búp thêm miếng sức mạnh vô nữa, nói chung là sức mạnh tự sướng các bạn ạ. Rồi đây cho con 2000 này, nói chung là em dâu ra tay đi. Nghĩ lại cái chuyện mà con pháp sư hệ âm này mà lấy con pháp sư hệ quang này hơi đẹp luôn nè. Âm dương hòa hợp các bạn, nhà này cũng đây là con hấp vợ rất là vui vẻ luôn á. Ờ em Yuma pe tua luôn các bạn. Có cái gì đâu mà la làng dữ vậy ông hai. Của thôi có gì đâu căng, trời ơi mới thua xíu là cũng la làng hay ớn à. Rồi ok, chơi tiếp nào các bạn. Nhán này vô 3 phút là ăn rồi. Yuma bài ảnh mạnh á chứ không phải yếu đâu, mà chẳng qua nếu mà không fusion được, hoặc là nãy mảnh fusion được mà vô từng dính cái lá của mình thôi. Rồi đây, cái lá này thay cho 500 anh em rồi nha các bạn. Rồi đây, lấy con này ra trước cũng được để tránh ra bài mạnh quá đánh không nổi nữa. Đây, cũng chơi nhau có 50 điểm rồi chứ làm gì được nhau đâu. Gì đây? À, trời, tôi luôn à. Ghê. Rồi, giải tỏa mặt bằng đi, tội nghiệp ông sư này vừa mới ra cái là bị giải tỏa mặt bằng rồi. Chà, không trap nhiều hết. Chà, bồ dữ dằn nha. Cũng bá đạo đấy. Rồi, hai lá này nó xuống cùng lúc rồi lại quá đẹp đi. Cho mình thủ rồi đó, mình chưa công vội. Ủa, con này thì sao? À nó hất, con này nó khai là nó hất bài phép và trap vô, nó thay cho con chim bản gốc. Thì con này là con chim nha các bạn, con chim khổng lồ. Rồi ok. Đây. 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 Hất vô thôi thì không ý nghĩa gì đâu chú em ạ. À. Rồi cho con âm này ra trước đi. Dỡ con này lên. Phá một cái. Mà ra con này giờ nó hay một cái qua đây là nó là con thủ các bạn. À, cũng ghê, cũng ghê.
ok, mình mới là người bị phản ngược. Rồi ok, cũng hay. Vấn đề là mình phá được, à mình phá được con này là con Rababa gì nè, xong rồi. Hiệp sĩ, con này chỉ hiệp sĩ chiến thủ luôn, cầm một lúc hai cái khiên. Hiệp sĩ song khiên các bạn. Rồi đây. Phá. Một lá dung hợp các bạn. Cũng coi như là thành công. Hai con này ngửa mặt đây làm cái gì? Kamayoko ngay. Đâu? Rồi xong, bây giờ pháp sư âm, pháp sư thổ coi như là đất này là bị tha hóa các bạn. Đây. Ngửa lên luôn. Rồi pháp sư âm, pháp sư thổ cùng nhau chơi nào. Đâu? Đâu luôn. Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Gì đâu mà not again, thú là thối gì đâu. Not again nữa, trời ơi, gớm khổ cái ông này. Chơi thua lại ra làng nữa rồi. Chứ đâu mình chơi một bài mình đánh vẫn không bắt đầu gì được luôn mà. Gì đây, à anh cũng có tam nha tài tuyết đấy. À đó hay. Nó có mấy lá bài giống như trong bộ bài của em mới sống được. Còn chú em không có lá bài thì khó sống á. Tao mới học hỏi đi Yuki cầm cái lá này theo là anh có được khen của chú ấy. Chưa biết chú đánh đấm ra sao mà hay có lá này là vui vẻ rồi. Rồi, ok, để coi chú em ra được con gì chơi gốm nào. Láng Fusion ra được một con đấy, đúng là ý set ra một con đó chơi gốm cho anh em thử thức coi. Rồi, bên ra được một con giống như vậy anh em tắm nhảy. Rồi, gì đây? Quăng được cái sân này ra luôn thì anh cũng chú cũng nãy chú rồi đấy. Nhưng mà làm ơn ra được cái con đi quăng cái sân chú không làm được gì. Cái này là quăng này ra để cố thủ để biến mà không cho mình tấn công á. Rồi đây tiếc lại giờ mình thì chả có con nào dưới này có giá trị để mình hồi sinh lên cả. Rồi xong rồi đấy à, không còn lượt nữa, quên phải lượt mình. Rồi con bác sĩ thủy của mình ra rồi, cho anh làm cái gì tiếp theo nào. Rồi đây luôn à, đó phải vậy mới được. Rồi bị phong ấn hết hai con nhưng mà đối phương đang để bốn lá tráp thì mà dám ra và dám tấn công là hình dở rồi các bạn. Rồi lại ra được con này nữa, Queen of Arsenal. Rồi cho Arsenal với tôi à, cho chú đi Liverpool luôn cái này, bỏ Arsenal đi nhá. Rồi lần này là khỏi làm nhé, bắn đúng một pháo thằng rồi. À đó phải để một lá tráp xuống anh em tao mới để. Rồi vậy bốn anh em nhà này thủ hết, cho con này nó bắn, con gì mình nó chết thôi các bạn. Rồi đây vô không đấy, nghi ngờ rồi thấy không, chơi phải khéo giống vậy mới được. Rồi xong qua lượt cho lúc phải thí con để phá cái lá mà đủ con các bạn. Gì đây, à rồi rút hai lá chơi luôn, ra bài đi thủ à. Rồi ok. Rồi đây cái lần này ra gần đủ anh em nhà này luôn, thiếu một pháp sư hệ phong thôi, tại ra nhầm hai con hệ thổ. Thôi kệ đó, giờ đất này không có gió thì đất này đang đứng gió, bên này đang đứng gió các bạn. Hả? No. Ghê. Còn hai con âm với con thổ của mình là bị chơi rồi. Rồi hơi cay rồi đấy nhưng mà không sao, dở vòi lên luôn, lấy con âm lên lại, sức mạnh âm tà địa phủ. Rồi mình có mặt lên cho con gì, chặt lại con cá mặt này. Rồi cho chú nước uống chú bay luôn. Rồi nước uống chú chạy trôi mất nha, anh này là giống như xả bồn cầu quá các bạn. Mình nói về tội nghiệp Yuma quá mà kệ đó, nói chung là thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đó. Rồi đâu
Rồi đây cho anh xin ba lá đi chú em. Cái con này nó khá là tào lao. Con này mình chưa thấy bao giờ nè. Con Toon này cho hấp dẫn ấy. Toon Galaxy Eye Photon Dragon. Hấp dẫn ấy chứ đùa đâu. Còn con này cũng chỉ để thủ thôi. Như nó có effect nhưng mà effect này mình chả biết xài. If you're gonna be great, you gotta take chances. So I take lots. Rồi, ok, nói chung là chú ok. Sao không được ha? Rồi, ok, này là bộ bài của mình rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.